Hi, xin chào bạn. Các bạn đang nhìn thấy đây là cái lọc gió hiệu năng cao dành cho động cơ đến từ hãng BMC, một hãng khá là nổi tiếng của Ý. Và mình mới vừa được tặng cái lọc gió hiệu năng cao này cho chiếc Lux A của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ thay nó vào chiếc Lux A để xem là nó làm thay đổi chiếc Lux A của mình như thế nào và liệu chúng ta có nên đầu tư cái lọc gió hiệu năng cao này hay không. Về cơ bản thì cái lọc gió hiệu năng cao dành cho động cơ chiếc Lux A này nó xài chung với lại chiếc BMW 528i F10. Và hiện nay nó đang được phân phối chính hãng bởi BMC Việt Nam với mức giá là 1,9 triệu đồng. Thì cái lọc gió hiệu năng cao của BMC nó là cái kiểu drop-in, tức nghĩa là chúng ta không cần phải độ chế gì hết, chỉ cần thả nó vào trong cái hộp gió nguyên bản của chiếc xe là vừa khít. Thêm một ý nữa là cái lọc gió hiệu năng cao của BMC nó là cái loại thấm dầu giống y chang cái lọc gió hiệu năng cao của K&N. Xài dơ thì chúng ta chỉ cần mua cái bộ vệ sinh về và chúng ta làm vệ sinh cái lọc gió rồi xài tiếp. Thế thôi, không nhất thiết phải bỏ luôn như là cái lọc giấy zin theo chiếc xe. Hoặc cái trường hợp mà các bạn lười quá đi thì các bạn chỉ cần mang cái lọc gió hiệu năng cao của BMC ra những cái gara mà họ có nhận làm vệ sinh cái lọc gió thấm dầu á, thì mỗi lần vệ sinh họ sẽ tính phí đâu đó khoảng 200 hoặc là 300 ngàn thôi. Dù gì thì mình nghĩ là nó vẫn rẻ hơn so với việc chúng ta mua mới một cái lọc giấy nguyên bản theo xe trong hãng. Để thay cái lọc gió trên chiếc VinFast Lux A này thì nó thoạt nhìn có vẻ dễ, bởi vì chỉ cần tháo ba cái lẫy ở đây, 1, 2, 3 là có thể mở được cái hộp lọc gió rồi, lọc gió động cơ nha. Nhưng mà thiết kế của Lux A thì nó hơi khó chịu bởi vì nó có thêm một cái thanh dằn ở đây, thành ra là phải tháo cái thanh dằn này thì chúng ta mới có thể thay được cái lọc gió. Nó thêm cái bước là tháo ốc ở đây chứ không thôi là thay lọc gió trên Lux A này cực kỳ dễ luôn, có ba cái lẫy mà thôi, tháo ba cái lẫy ra là thả vô xong. Có một điều mà mình muốn các bạn cần phải hiểu rõ, đó là những cái loại lọc hiệu năng cao dạng drop in á thì nó sẽ không có cho lưu lượng gió vào động cơ nhiều hơn đáng kể so với lại cái lọc giấy zin theo xe là bao đâu. Bởi vì là cái tiết diện của nó thì nó cũng xem tương đương với lại cái lọc gió zin theo xe thôi. Nhưng mà thay cái lọc gió hiệu năng cao BMC vào, các bạn sẽ thấy là cái xe mình nó nhảy ga hơn hẳn. Bây giờ đạp tới đâu là nó sẽ lên theo ý mình, tốt hơn so với lại trước đây. Có lẽ là nhờ vào cái thiết kế tấm lọc của BMC á, thì nó thưa hơn, nó thoáng hơn so với lọc giấy zin theo xe. Thế nên là nó sẽ cho cái tốc độ gió và động cơ được nhanh hơn, từ đó thì nó cải thiện đáng kể cái phần nhảy ga của chiếc xe. Đặc biệt là bây giờ mỗi khi mình thốc ga thì cái tiếng lọc gió nó hút vào động cơ nghe nó lực hơn hẳn, thể thao hơn hẳn. Nói chung là nếu như các bạn muốn cái trải nghiệm chiếc xe của mình nó thể thao hơn một chút thì rất nên nâng cấp cái lọc gió hiệu năng cao dạng drop-in này. Hoặc là cái trường hợp mà các bạn remap xe xong rồi và xe nó bị thiếu gió thì cũng nên cân nhắc đầu tư cái lọc gió hiệu năng cao dạng drop-in này trước khi chơi tới cái loại air intake là cái lọc gió cái nắm bự á. Thì cái lọc gió cái nắm bự nó sẽ làm cho cái tiếng động cơ, cái tiếng máy nó ồn hơn nữa. Đó thì đó là cái vấn đề cũng rất nên cân nhắc. Còn mà muốn biết xe mình remap xong nó thiếu gió hay là đủ gió như thế nào thì mời các bạn liên hệ ông remap nha. Còn riêng với trường hợp chiếc xe của mình á, trước đây mình remap chiếc xe lên đâu đó khoảng 250 mã lực ở máy, vẫn xài cái lọc gió zin theo xe, thì anh Đức người remap cho mình có nói là chiếc xe có tình trạng bị thiếu gió. Thế nên là sau khi mình thay cái lọc gió hiệu năng cao của BMC này vào, có vẻ như gió nó được đáp ứng đầy đủ. Thế nên là bây giờ cái ga của xe nó nhạy hơn và nó cũng giảm hẳn cái độ trễ so với lại cái lọc gió zin theo xe. Trước đây á, mỗi khi mà mình thốc ga thì cái xe nó sẽ ngâm đâu đó khoảng 1 giây rồi nó mới lên theo ý của mình, cho dù là mình có để ở chế độ ga là sport đi chăng nữa. Còn bây giờ thì chỉ mất khoảng 0,5 giây thôi, nó lên gần như theo ý của mình. Và điều quan trọng là cái ga nó cũng tự nhiên hơn hẳn, mình cực kỳ thích điều này. Nói chung là nếu như bạn đã remap nâng công suất chiếc xe rồi thì lọc gió hiệu năng cao là món nâng cấp không thể thiếu để cải thiện cái sự sung sướng. Giá chỉ có 1,9 triệu thôi mà, đâu có mắc đúng không? Rồi, vậy nha, xin cảm ơn.